Ôi, chào tất cả anh em và các bạn. Thì trở lại với buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng đi quay cái ST25 cho các bạn xem. Mình phải dùng cái từ là quá mừng các bạn ơi. Sau khi 14 ngày thì em nó cũng đã chỗ đều. Thì đối với cái dòng ST các bạn thì nó kéo dài cái thời gian chỗ khá là lâu. Và khi mà nó chỗ đều như vậy đó là đa phần là nó đã vào ngầm kiểu ngầm sữa luôn các bạn. Nó giống như cái từng từng đo đó giống như cái lúa RBT đó các bạn. Là to tướng. Trên cái ST25 thì xa xa nó cũng có vi khuẩn nha các bạn, chứ không phải là cái giống ST là nó không có bị vi khuẩn cháy bì lá Santomonas nha các bạn. Thì đây các bạn. Thì cái cử vừa rồi mình cũng đã xịt cái gam vàng các bạn, gam vàng và Movento. Thì cái cử chỗ điều này mình sẽ không phun Movento nữa, mà mình chỉ phun đơn một cái loại gam vàng thôi nha các bạn. Kiểu bông nó nằm lùm lùm ở dưới giống như kiểu giống như nếp vậy đó các bạn. Và đối với cái bông này các bạn thấy không, hết hồn hộp không? Bông này thì khoảng 400 hộp nha các bạn. Đi 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 xuống tắt cái máy đi Thảo. Đang bơm nước vô nha các bạn. Cắt bỏ những cái bông lúa này rất là đau lòng các bạn. Quản dưỡng đó, mình chăm sóc nó, cái khi lớn lên nó chỗ ra, nó không phải lúa của ST thì mình không có nói nha các bạn, kệ nó cũng không sao cả. Nhưng có cái là mình cũng không ăn được nó luôn nha các bạn. Mà mình không ăn được nó thì cũng không sao cả, mà những người đi làm cho mình họ cũng không ăn được luôn các bạn.
nhóc nó đốt pháo sùm. Wow, ST25 đột biến các bạn ơi. ST25 đột biến. Rồi thôi chào anh em và các bạn. Thì chào lại buổi chiều ngày hôm nay thì mình kết thúc đi thăm lúa ngày hôm nay các bạn. Chúc anh em và các bạn có một buổi tối ấm áp bên gia đình. Rồi chào các bạn.